Ngày 2 tháng 12, Thống đốc bang New York, Mỹ Kathy Hochul cho biết bang này đã ghi nhận 5 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này ở Mỹ lên con số 10. Trong dòng tweet nhằm trấn an người dân tại bang đông dân thứ tư nước Mỹ này, bà Hochul viết: "Chúng tôi biết biến thể này sẽ xuất hiện và chúng tôi có các công cụ để ngăn chặn sự lây lan." Mỹ phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là người trở về từ Nam Phi hôm 22 tháng 11. Người này là cư dân bang California, đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 và có triệu chứng nhẹ. Sau đó, các bang Colorado và Minnesota cũng ghi nhận các ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Giới chức y tế Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ CDC và Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA khuyến cáo tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đầy đủ nên cân nhắc tiêm mũi bổ sung. Cùng ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các quy định mới về xét nghiệm mới đối với du khách quốc tế, đồng thời cam kết trong những tuần tới, người dân Mỹ sẽ có quyền xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí và nhanh chóng. Hôm nay, tôi trở lại để thông báo kế hoạch hành động của chúng ta để chiến đấu với COVID-19 trong mùa đông này. Không ai trong chúng ta ngạc nhiên, bất kỳ ai trong số các bạn cũng vậy. Bởi vì đó là lời khuyên tổng hợp từ tất cả các bạn rằng chúng tôi đã phát triển kế hoạch này và nó không bao gồm việc đóng cửa và phong tỏa, mà là thúc đẩy tiêm chủng rộng rãi, tiêm mũi bổ sung và xét nghiệm và nhiều hơn nữa. Với quy định mới, du khách quốc tế tới Mỹ phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 24 giờ trước khi lên chuyến bay tới Mỹ, thay vì 3 ngày như chính sách hiện nay. Trước đó, ngày 29 tháng 11, Mỹ đã cấm gần như tất cả người nước ngoài nếu họ đã đến một trong các quốc gia phía Nam Châu Phi là Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe. Hiện tại, các nhà khoa học đang tiến hành các nghiên cứu để đánh giá khả năng lây lan cũng như mức độ gây bệnh của biến thể Omicron, cũng như nghiên cứu tính hiệu quả chống lại biến thể này của các loại vaccine hiện nay.